Đây là cái tiếng bô của con tẹt mini. Nghe thì nó im. Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với vlog nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 679. Các bạn đã coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Motorcycle. Hey, chứ mà anh em này là con Vespa Prince. Con này đời 2018. Thì con này mình đã lên một cái concept nhẹ nhẹ cho em nó. Thì bao gồm tổng thể con xe, dàn chân, dàn áo. Dàn áo này là mình đang sơn tem. Rồi vô phuộc, vô heo, cùm côn, cùm thắng, lên quanh các thứ. Thì cái mẫu trên xe mấy bạn đang coi nó là sơn tem nha anh em. Thì do là cái này là đang là cái ánh sáng vàng nên là nó không có bắt nắng lắm. Hiện tại là mình dựa trên cái tông chủ đạo của nó là màu xanh, phối thêm cái chỉ cam nữa. Cái này là yêu cầu của anh chủ xe, là muốn chạy cái chỉ cam ngay phần bụng là nó tả mờ hai đầu, còn cái phần đầu thì sẽ liền từ trên đầu tả mờ xuống trên cái dàn đầu. Thì full cái dàn đầu ở trên xe với lại tem tiết dàn áo thì mình sơn lên quanh nó khoảng tầm là 7 triệu cho cái dàn áo với lại dàn chân. Dàn chân là mình sơn phối trên cái nền là màu đen bóng anh em, cặp mâm, lốc nồi, rồi những cái chi tiết giống như là nẹp xi đồ các thứ là trên nền là màu đen bóng. Full về cái phần đồ sơn thì khoảng tầm là 7 triệu. Cái chỉ bên đây là mình chạy 3 chỉ nha, tại vì bên đây là mình sẽ chạy solar theo cái phần ốp đầu nè. Ốp đầu bên đây là chạy là 4 chỉ, ở dưới là chạy 3 chỉ. Thì trên xuống dưới nó sẽ tông sực tông. Còn cái phần ở bên kia là mảng lớn, đó là do yêu cầu của anh chủ xe. Rồi đó là phần thứ nhất về cái phần sơn. Sơn là bao gồm là dàn chân, rồi cản, rồi nẹp xi, tất cả các thứ luôn là khoảng tầm 7 triệu. Dàn áo là sơn tem nha. Còn cái dàn chân trước hiện tại là mình đang đi heo Rambo 4 bích, con này new thì khoảng tầm là 4 triệu rưỡi cho bên trái, và bên phải new là khoảng tầm là 4 triệu 8. Cộng dây dầu mà mình đang xài sử dụng là cộng dây dầu heo đầu ơ thái, full cộng dây dầu từ ABS xuống với con heo là khoảng tầm là 850-900 anh em. Rồi cái bát CNC là khoảng 550 cho cái con heo 4 bích. Phát sinh thêm hai con ốc nữa nha. Hai con ốc đó là hàng ốc răng thưa, sử dụng cho heo 4 bích. Cái con ốc đó là kiếm khó là chua nha. Rồi lên tới cái phần dàn đầu thì mấy bạn cũng thấy rồi đó, cùm thắng mình đang sử dụng là cái cùm thắng của Corsacota 17. Corsacota 17, cái tay lẫy carbon. Thì full combo này gọi là hàng gọi là super light new luôn, luôn lẫy carbon với lại cái tay Corsacota 17 thì lanh quanh nó khoảng tầm là 7 triệu rưỡi cho full combo đã bao gồm lẫy carbon rồi. Đây hiện trạng là full hợp nha anh em. Còn cái tay ở bên cái thắng sau là mình sử dụng là cái tay TWM, mình xài cái tay dài, cái tay ngắn thì nó sẽ bị thiếu anh em. Cái tay ngắn thì nó sẽ ra tới đây nè, nó sẽ xấu, nó ngắn hơn so với lại cái gù nên là nhìn nó không có đẹp lắm. Cái tay này new là khoảng tầm là 2.850.000 cho một cái tay TWM. Rồi cái phần mà nặng lúa nhất ở trên con xe đó là cái phần gì? Cái phần bô, bao gồm là bát nè, rồi cổ bô, rồi cái bô tẹt Minoni. Thì thực tế mà nói cây tẹt Minoni này là một trong những cây bô rất là ít anh em trên Vespa gắn nha. Đa phần anh em Vespa gắn là bô Remus, rồi bô Akabovic, rồi bô của Thái Lan á là nhiều. Tẹt Minoni mình rất là hiếm thấy anh em chơi. Akabovic là được lựa chọn nhiều nhất. Một tí nữa mình ra mình cho anh em nghe cái tiếng bô. Thì full cái bộ từ cổ tới bô cho tới bát xong xuôi hết luôn, full kit là khoảng tầm là 12 triệu cho full bộ kit bô tẹt Minoni, bát và bao gồm cổ titanium, full kit hết luôn là khoảng tầm 12 triệu. Rồi mình si cua cho ảnh thêm cặp gù CNC. Nói chung là con xe nhìn tổng thể mình thấy nó cũng khá là ưng ý mấy bạn. Thì tùy theo mỗi người sẽ có một cái con mắt nhìn khác nhau ha. Như cái này là chủ xe người ta yêu cầu, người ta gửi cho mình một cái mẫu trên con Porsche thì mình sẽ làm theo cái mẫu của chủ xe đưa.
Dạ, cái con xe này nếu mà mấy anh em mà thấy cái hiện trạng mà cái đầu tiên mà mấy anh em thấy cái con xe này mà chủ xe mới đem lại á, thì thực tế mà nói mấy anh em là nhìn mấy anh em muốn chạy hàng luôn. Nó mốp hai bên, cái xe này mình có gò đồng nữa. Xe này mình có gò đồng rồi mình có đụng chạm tới phần nồi, rồi nói chung là cũng khá là nhiều. Kinh phí mà để lên một cái con thành hình giống như vậy nó đâu đó khoảng tầm 40 triệu anh em. Là đã bao gồm là cùm côn, cùm thắng, tiền sơn tem, rồi tiền vệ sinh, rồi lên heo, lên dây dầu, lên bô, các thứ tùm lum tà la, rồi canh lại phần máy, rồi làm lại phần nồi, rồi gò đồng hai bên, xử lý nền, rất 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 là nhiều, lum lum la la. Nói chung là cái con xe này mình làm rất là nhiều các bạn. Quay cho anh em tổng thể con xe nữa. Thì có người thì người ta sẽ thích cái style giống như mình, còn có người người ta sẽ không thích cái style này. Thì cho dù mấy bạn có thích hay không thích thì các bạn cũng cho mình một cái comment ở bên dưới về cái siêu phẩm Vespa này ha. Hiện tại là bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Khoảng tầm 12 giờ là chắc anh em chuẩn bị rửa xe, chuẩn bị đi Phan Thiết nên là nó rất là lu bu. Hôm nay là ngày thứ sáu nữa, hôm nay là một trong những ngày mà mình giao xe cực kỳ nhiều luôn. Ngày hôm nay mình giao một con SH350, hai con Z1000, một con Z900, một con AB và một con Vio, và cái con này là con cuối cùng trong ngày hôm nay là Vespa Print. Cái con này cũng gần như hoàn thiện, giờ chỉ còn thiếu một cọc phuộc nữa thôi. Thì do là kinh phí nó bị đẩy lên quá cao so với là dự kiến. Anh khách ảnh dự kiến là đâu đó loanh quanh trong kinh phí khoảng tầm 30 triệu để dọn một con xe, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái kinh phí nó đã đội lên rất là nhiều rồi, nó đã lên hàng 39 40 triệu rồi. Tại vì bao gồm là có đụng chạm vô máy nè, có làm lại nồi nè, rồi lên bô nè, nội mà tiền sơn với lại tiền bô với lại tiền máy với lại tiền nồi không là hết hai máy gần 30 triệu rồi, chưa tính tới là cùm côn, cùm thắng, rồi heo, rồi các thứ bla bla nữa, nên là nó sẽ xé ra rất là nhiều ha anh em ha. Thì nói để anh em nắm được về cái giá cả chung chung, để anh em biết được là khi mà mấy mình dọn một cái con xe hiện trạng giống như vậy thì nó sẽ như thế nào. Tùy theo mỗi người một cái cách chơi nữa, có người mấy bạn có người thì đây là cái tiếng bô của con tẹt mini, nghe thì nó im, nói chung là nghe nó cũng im, nhưng mà nó ra cái tiếng của nó thì nó sẽ không có giòn giống như Akaobus nha các bạn, nhưng mà nó ra cái kiểu nó ấm. Hiện tại là cái cây này là nó vẫn còn đang gắn tiêu nha, tiêu mình vẫn chưa tháo, do là anh trai người Ý là ảnh còn đi ấy, anh trai người Ý ảnh vẫn còn đi dạy nên là mình không có tháo tiêu được, để tiêu yên cho người ta về tới muốn tháo, người ta muốn im la lớn người ta muốn tháo là chuyện của ta rồi. Ok, đó, 40 triệu mình cũng có thể dọn cho anh em một con Vespa tương đối sạch sẽ được. 15 triệu mình cũng có thể dọn cho anh em một cái con Vespa tương đối sạch sẽ được. Và 10 triệu mình cũng có thể dọn cho anh em một con Vespa tương đối sạch sẽ được. Tùy theo cái mức độ mà xài tiền và cái mức độ mà chịu chi của anh em tới đâu thì mình sẽ làm tới đó anh em. Tại vì bên đây mình chơi ba cái đèn vàng, đâm ra là nhìn cái màu xanh này nhìn nó không có bắt đèn lắm. Đúng ra cái này là phải trên cái nền đèn trắng thì nó sẽ thấy cái màu xanh nó sẽ bét hơn anh em. Rồi, quay cho anh em một vòng nữa coi về cái con Vespa Print. Sau này mấy anh em nào mà có nhu cầu dọn Vespa hay là dọn tất cả các dòng xe tay ga, Coaster hay là Mini Bike hay là Sport Bike, Naked Bike thì cứ alo cho mình 0903 678 978 gặp Mr. Ken nha các bạn. Rồi, cảm ơn anh em đã click vô coi hết cái video của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.